Vâng, trong video này chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ví để lưu trữ đồng coin IOZ trên máy tính. Vâng, thì hiện tại thì cái đồng IOZ này đã hỗ trợ tạo ví ở trên nền tảng điện thoại di động, và thứ hai là tạo trên nền tảng máy tính. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ví ở trên máy tính. Để tạo ví thì các bạn truy cập vào trang web, địa chỉ này tôi sẽ cung cấp phía dưới video, hoặc là các bạn có thể vào cái trang địa chỉ là ioz.network, sau đó các bạn bấm vào phần My Wallet. Đây chính là cái giao diện sử dụng ví. Nếu bạn có ví rồi thì bạn sẽ nhập vào đây bằng cách là các bạn sẽ sử dụng cái Key Store này đấy, hoặc thứ hai là bạn sử dụng cái 24 cái từ khóa trong từ điển ấy đó, để các bạn ghi vào đây để nó sẽ khôi phục ra ví cho các bạn, hoặc là sử dụng private key. Ok đấy, nhưng mà trước khi mà tạo ví xong ấy thì chúng ta mới có ba cái này. Hiện tại chúng ta chưa có ví thì chúng ta sẽ bấm vào phần Create Wallet. Ok, các bạn bấm vào dưới này. Rồi đầu tiên nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập một cái mật khẩu, thì các bạn sẽ nhập một cái mật khẩu, các bạn nhớ cái mật khẩu này nhé. Tôi sẽ nhập này. Rồi, cái trang web này nó chỉ giúp chúng ta tạo ra cái ví thôi. Đó, còn nó sẽ không lưu trữ bất kỳ một cái thông tin gì về cái ví của chúng ta. Cái ví của chúng ta là do chúng ta tự giữ. Đây, sau khi các bạn nhập mật khẩu vào thì các bạn sẽ download cái Key Store này về. Đó. Ok, cái Key Store này các bạn phải lưu lại. Các bạn sẽ sử dụng để đăng nhập, lát nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp. Tiếp theo là các bạn sẽ có một cái chuỗi, tức là các bạn sẽ gồm có một cái tổ hợp các chữ cái để giúp các bạn sẽ khôi phục ví sau này. Và nó bao gồm 24 chữ cái ở trong từ điển. Đó, các bạn sẽ bấm Continue. Và các bạn không được quên cái này nhé. Đây chính là 24 cái chữ cái mà khi chúng ta tạo ví nó sẽ có. Mỗi người sẽ có một cái 24 cái chữ cái khác nhau. Đó. Và các 24 cái chữ cái này nó sẽ giúp chúng ta khôi phục ví sau này. Ví dụ bạn có thể sử cái ví này sau khi bạn tạo, bạn lưu cái 24 chữ cái này lại. Các bạn có thể viết ra giấy này, cất vào két này, và các bạn có thể lưu nó vào nốt, xong các bạn đặt mật khẩu. Và để 10 năm sau thì các bạn chỉ cần vào cái trang này thôi, và hoặc vào những các ứng dụng, các ví hỗ trợ đồng coin này, thì các bạn chỉ cần nhập 24 chữ cái này vào, nó sẽ khôi phục lại ví cho chúng ta. Và trong ví chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đồng coin, nó cũng sẽ thể hiện rõ cho chúng ta trên đấy. Các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Ví này là do các bạn tự giữ chứ không ai quản lý của bạn cả. Đấy, các bạn phải nhớ một điều là như thế. Đó, xong chúng ta có cái phần private key này, các bạn sẽ download nó về này. Ok. Và tiếp theo các bạn sẽ ghi cái này ra giấy nhé. Các bạn ghi nó ra giấy. Nói chung là để đảm bảo an toàn thì các bạn không nên copy. Vì các bạn copy thì trong trường hợp là nó sẽ lưu vào cái phần clipboard của chúng ta, và thậm chí là nó sẽ bị hacker theo dõi cái máy tính ấy. Nếu mà các bạn bị hacker theo dõi máy tính thì hacker hoàn toàn có thể lấy được cái 24 cái chữ cái này. 24 chữ cái này nếu mà bị hacker đọc được thì coi như các bạn cũng sẽ mất ví. Ok, các bạn bấm Continue. Các bạn chú ý là các bạn phải lưu cái này ra ngoài nhá. Này, tôi ví dụ đây, tôi ví dụ thôi. Đấy, còn tôi khuyên các bạn là không được. Đây, tôi sẽ lưu ra là 2. Đây. IOZ Wallet. Ok. Các bạn sẽ lưu 24 cái chữ cái này ra. Ok, xong. Đấy nhá. Tiếp theo các bạn bấm Continue. Và nó sẽ báo là chúc mừng, bạn đã tạo ví thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ unlock. Đó, đây chính là cái ví của tôi. Cái ví của tôi nó có cái địa chỉ như thế này. Và cái giao diện của nó sẽ rất đơn giản thôi. Trên điện thoại cũng vậy, trên này cũng vậy, trên cái web này cũng vậy. Thì nó hiện tại cái đồng coin này nó có trị giá là chưa phát hành về giá, nên là nó vẫn đang chạy test net thôi, nên là nó chưa có giá. Khi nào chạy mainnet chính thức thì nó sẽ được công bố cái giá của token. Đây chính là địa chỉ ví này, bao gồm cả chữ IOZ luôn các bạn nhé. Đấy, để gửi thì các bạn chỉ bấm vào đây thôi, xong các bạn chọn cái địa chỉ ví của người nhận, số lượng coin và cái phần ghi chú, các bạn bấm send thôi. Đó, còn để nhận thì các bạn có thể là gửi cái địa chỉ này cho cái người gửi cho mình.
Và cái hoặc là các bạn có thể gửi cái mã QR này để người ta sẽ quét cái mã QR để gửi. Đó, đấy chính là cái địa chỉ ví của chúng ta. Rồi. Đấy, các bạn sẽ lưu lại các thông số này sau lại nhá, đây nhá. Ở đây sẽ gồm các bạn sẽ lưu này. Các bạn sẽ lưu này A I O Z Wallet. Các bạn lưu lại xong rồi các bạn sẽ cất nó đi. Đấy, để sau này các bạn khôi phục lại. Đấy. Cái ví của các bạn ấy để khôi phục các bạn chỉ cần mỗi một cái phần này thôi. Đó, chỉ cần mỗi 24 cái này thôi là các bạn hoàn toàn là làm chủ cái ví, hoàn toàn là không cần phải có một thông tin gì khác, là bạn hoàn toàn có thể khôi phục lại ví của mình trong trường hợp các bạn bị mất mất ví, hoặc là 10 năm sau, hoặc là các bạn cài trên điện thoại hoặc cài trên máy tính 10 năm sau các bạn mở ra. Ok, còn các bạn sẽ lưu hai cái file này lại, nó giúp các bạn có thể dùng sử dụng để đăng nhập này. Đầu tiên là cái key store này. Cái key store nhá. Đây là cái key store. Để giúp bạn để đăng nhập. Key store thì các bạn này phải kết hợp với mật khẩu nhá. Các bạn phải kết hợp với mật khẩu để đăng nhập thì các bạn phải nhớ cái mật khẩu. Đấy, trong trường hợp mà bạn muốn đăng nhập bằng key store thì các bạn phải có mật khẩu nhá. Mật khẩu là cái mật khẩu lúc đầu chúng ta tạo ấy. Lúc các bạn xem đầu video ấy, đấy. Đấy, còn cái khóa chính này là cái cũng rất là quan trọng. Nếu mà hacker có khóa chính này, hacker cũng làm chủ được ví của các bạn luôn. Đấy, hai cái này tôi sẽ làm ví dụ cách khi mà các bạn đấy rồi, các thông tin này các bạn sẽ phải lưu lại nhé. Đó, các bạn phải lưu thật chỗ thật an toàn. Đây, tôi sẽ thoát ra. Đây chính là cái trang giao diện mà lúc mà chúng ta sẽ mở ví. Đấy, nếu mà có ví, đầu tiên là chúng ta sẽ mở bằng Key Store này. Đấy nhá, Key Store thì các bạn sẽ browse cái Key Store lên. Đây, cái ví của chúng ta đây. Đây, các bạn sẽ tìm đến cái file Key Store này. Ok. Đó. Xong rồi, file Key Store này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải có mật khẩu. Xong chúng ta mới unlock được. Ủa, sao vậy? Như kiểu cái này nó bị lỗi sao các bạn ạ? Bị lỗi với phần tính năng này hay sao? Đây, chọn mà không thấy báo gì. Thôi, ta sẽ chuyển sang cái phần dùng dùng cái 24, ta sẽ dùng cái 24 cái chữ cái để chúng ta khôi phục cái ví. Đây. Tôi sẽ sử dụng 24 cái chữ cái này để khôi phục lại ví các bạn nhé. Để mở ví hoặc khôi phục lại ví. Đấy, ví dụ như các bạn là có ví rồi, các bạn chỉ cần cho lên điện thoại thôi. Các bạn gõ cái mật khẩu lúc đầu vào. Ok. Như vậy là các bạn đã mở ra được ví. Và cái ví của các bạn đã mở rồi thì các bạn hoàn toàn lại có thể chuyển tiền đi hoặc nhận tiền, hoặc là nhận tiền về. Đó, đây chính là cái ví của bạn. Các bạn lại thoát ra. Nha, các bạn nhớ nhé. Đấy là cách thao tác sử dụng ví. Và cái ví này thì khi lên trên điện thoại thì các bạn có thể cài ứng dụng iOS Wallet lên, không các bạn khôi phục ví bằng cách là chúng ta sẽ lấy 24 cái chữ cái này, hoặc là chúng ta sẽ lấy cái khóa private key này để chúng ta khôi phục lại ví. Đó, tôi sẽ khôi phục lại bằng private key xem nhé. Đây. Ok, chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu ban đầu chúng ta tạo ví vào nhé. Ok, đã đều được các bạn nhé. Đấy, mỗi cái phần sử dụng Key Store này là nó đang có vấn đề gì phải. Tôi đang thấy là nó có một đây cũng được rồi đây này. Ok. Như vậy là mở bằng Key Store và bằng hoặc Private Key hoặc là bằng 24 cái từ khóa đều được các bạn nhé. Đó, đấy chính là cách tạo ví như cách sử dụng. Và các bạn cần phải lưu trữ cái này thật an toàn nhé. Đấy, và cách tốt nhất là nếu an toàn nhất là các bạn có thể ghi cái này ra giấy hoặc in nó ra, in cũng được hoặc ghi nó ra giấy cất vào két. 10 năm sau chúng ta, 20 năm sau chúng ta cũng đều đều hoàn toàn là chúng ta có thể khôi phục lại được cái ví của các bạn. Đấy. Những người mà ngày xưa mà bảo có Bitcoin mà bị mất đấy, đấy là chính là bị mất những cái thông tin như này. Người ta không thể là khôi phục lại ví được. Đó. Rất là đáng tiếc. Rồi, như vậy là đã trong cái video này tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo ví cũng như cách sử dụng ví iOS Wallet. Đó là nó cũng là hiện tại nó chưa mainnet, nó là tất cả các ví như ví chớp này hoặc các ví khác, nó chưa có cung cấp cái
nó chưa cung cấp cái việc tạo ví trên những cái ví chung đó, mà các bạn buộc phải sử dụng cái ví riêng của IOZ các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh cũng như là thảo luận ở phía dưới video nhé. Và có gì thắc mắc thì các bạn hoàn toàn có thể comment trong phía dưới và mình sẽ trả lời cho các bạn.